Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Nhà Nhỏ 365 của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một mẫu nhà nữa để cho các bạn tham khảo. Ngôi nhà này có diện tích xây dựng là 6m x 10m, với kết cấu 2 tầng, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi chỉ giới thiệu đến các bạn phần 1 của ngôi nhà với thiết kế của tầng 1, bao gồm một gara ô tô, một phòng khách, một khu bếp, một phòng ngủ cùng một nhà vệ sinh chung. Còn kiến trúc của tầng 2 sẽ được chúng tôi giới thiệu ở video tiếp theo. Mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá xẻ màu đen ở trên tầng 2 và mái nghiêng ốp ngói đỏ để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Gara ô tô ở bên tay trái của ngôi nhà với diện tích là 3m x 4,5m. Từ gara này chúng tôi có lắp đặt một cửa đi nhỏ để vào khu bếp. Nó rất thuận tiện cho bạn khi đi chợ mua thức ăn hoặc đi vào nhà mà không phải qua phòng khách, cũng như không ảnh hưởng đến việc tiếp khách của gia đình. Cửa chính của ngôi nhà ở bên tay phải. Ở mặt tiền, chúng tôi có dành ra một khoảng sân nhỏ, mà nơi đây chúng tôi đã xây một tiểu cảnh nho nhỏ để trồng cây xanh và thả cá cảnh để giúp cho phần sân thêm được hấp dẫn. Ở sân này bạn có thể đặt một bàn uống nước nhỏ cùng với hai chiếc ghế xinh xinh để bạn vừa có thể ngắm cảnh vừa uống trà thư giãn rất thoải mái. Tầng 1, khu tiếp khách ở bên tay phải của ngôi nhà với diện tích là 3m x 3m. Đủ thoải mái để cho bạn kê một bộ sofa 3 chỗ ngồi cùng với một ghế đơn và một ghế phụ khác, một bàn uống nước và một kệ tivi. Cửa đi và cửa sổ nhôm sinh pha sẽ giúp cho ngôi nhà sang trọng hơn. Một bộ đèn trần hiện đại cũng giúp cho phòng khách sáng sủa lung linh. Sàn nhà được ốp bằng gỗ màu nâu với hoa văn khá đẹp. Bạn có thể thay bằng gạch men cũng được tùy theo sở thích của mình. Một bàn ăn bằng gỗ gồm 4 chỗ ngồi cho gia đình được đặt ở giữa nhà gần với khu tiếp khách. Bạn có thể đặt thêm 2 ghế ở hai đầu bàn để có nhiều chỗ ngồi hơn. Ở bên cạnh đó có một giá nhỏ để đặt các chậu hoa nhằm giúp cho phòng khách thêm sinh động hơn. Khu bếp ở phía sau và bên tay trái của ngôi nhà với mặt bếp làm bằng đá màu đen, có chiều dài là 4m. Nơi đây bạn có thể lắp đặt một chậu rửa đôi, một bếp nấu bằng điện hay bếp ga. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới làm bằng chất liệu gỗ công nghiệp sáng bóng, rất dễ lau chùi. Tường của bếp được ốp bằng gạch hoa văn sẽ giúp cho khu bếp không bị đơn điệu như là khi bạn ốp bằng kính. Tủ lạnh được chúng tôi tách riêng ra để bên cạnh để tạo thành một không gian bao gồm bếp nấu, chậu rửa và tủ lạnh thành hình tam giác cũng rất linh hoạt. Máy giặt được lắp đặt ở tủ bếp dưới để tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà. Phía sau nhà chúng tôi có dành ra một khoảng sân nhỏ với diện tích là 1,4 x 1,7m để làm nơi phơi quần áo, với mái che bằng kính ở phía trên để lấy ánh sáng và gió cho cả sân phơi lẫn khu bếp nấu. Nơi đây bạn cũng có thể dùng làm sân ướt để rửa thức ăn cũng được. Ngoài ra chúng tôi cũng xây một bồn cây xanh nhỏ dọc theo tường của sân để làm cho khu vực sau nhà này thêm tươi mát hơn. Nhà vệ sinh chung của tầng 1 được đặt ở phía sau của ngôi nhà với diện tích là 1,4 x 2m. Khá thoải mái để bạn lắp đặt một chậu rửa, một xí bệt và một vòi tắm hoa sen đứng. Các vách ngăn bằng kính sẽ giúp cho nhà vệ sinh luôn được sạch sẽ và khô ráo. Một phòng ngủ ở phía bên tay phải với diện tích là 2,5 x 3m dùng cho cha mẹ già hoặc cho khách đến chơi ở lại nghỉ ngơi. Phòng này chúng tôi có đặt một chiếc giường đôi, một tủ quần áo và một chiếc tivi để xem tin tức hoặc giải trí.
Cầu thang lên tầng 2 nằm ở phía bên tay trái của ngôi nhà với các mặt bậc bằng gỗ và tay vịn bằng sắt sơn tĩnh điện màu xanh đen sẽ tạo lên một sự tương phản cho ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà sẽ được chúng tôi trình bày ở video tiếp theo với 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và một ban công cùng với một nơi đợi thờ cúng gia tiên. Nhưng trước hết, hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ qua kênh này cũng như các video thú vị tiếp theo mà chúng tôi liên tục đăng lên để cho các bạn thưởng thức cũng như tham khảo khi có ý định xây dựng hay sửa chữa ngôi nhà của mình. Đồng thời hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác biết để bất cứ khi nào bạn cần là có nơi để tham khảo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh này bằng cách đăng ký để giúp cho chúng tôi có thêm niềm vui mà sản xuất nhiều video hơn nữa để phục vụ cho các bạn.